snack. We can snack again. That's a good snack. Yeah. Leave it there for about 10 minutes, okay? Đây là cuối tuần làm đồ ăn chơi. Phần này rồi, phần này. Very flaky. Okay. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Bye. I made this apple pie yesterday. Chị làm bánh bánh táo ngày hôm qua. Hôm nay đi mua hộp kem về ăn với bánh táo, gọi là apple pie deluxe. Thank you.
sống rồi. Các bạn đây, mời các bạn ăn bánh táo và kem. Ngon quá. Ngon quá. Yes, hummus in dam and tuni and quarter and sand and tuni. This is hummus here. Các bạn thử đếm được này là bao nhiêu tiền đây? Này là cứ mỗi 10.000 sen, 10.000 cái này thì có một cái đặc biệt, cho nên mình với collection cái này sau này có thể là bán gấp 10 lần hay gấp cả 100 lần luôn.